Thằng này mới máu này. Mà mình nhìn ghê ngoài luôn. Lại còn một thằng kẹp ở trên nhá. Nào, đổ tiếp. Này. Đổ tiếp, đổ dốc tiếp, nhanh lên. Mà bọn mày sợ cái thằng kia à? Không dám phi à? Được, thằng này được. Ái da, phanh tốt đấy. À, được, đầu như đầu vổ mày ạ. Được, thanh niên đây là tay đua này. Mày còn nuốt tóc vàng cẩn thận nữa. Được. Ôi giời, tai nạn đường đua rồi. Bụi mù. Lao tiếp. Tay đua siêu hạng thật đấy. Rồi bọn mày mà về Hà Nội á, bọn mày tay đua phải siêu. Thanh được. Nào, chuẩn bị tiếp tục thả dốc. Toàn những tay đua cao thủ thật. Tao lúc nào tao mở phim cho chúng mày xem. Cái này mà nó quay ngang xe, bánh nó không vỡ nhỉ? Không vỡ. À, kiếm gỗ tốt lắm, bọn nó siêu lắm. Nó biết cái gỗ nào có thể làm bánh xe được chứ. Cái ngay cái làm cái nỏ ấy, nó kiếm cái cánh bằng nỏ, cánh nỏ nhá, mà cũng bằng gỗ nhá. Phải giỏi mới làm được đấy. Rồi thôi. Phanh không ăn mấy. Mấy thằng được. Không nhận. Thằng này được, thằng này lái rất là tốc độ. Đấy, thằng này điều khiển tốc độ được. Mẹ, phóng rất đều. Đấy, nó còn phanh bằng cái ta ly. Cứ thả hết dốc đi. Ai giờ thằng này phóng bay tóc không ạ? Ôi trời ơi. Đấy, được. Đấy, phanh đấy. Nó là phanh sau hay trước nào Hoàng? Đấy, được. Sao là cái ngồi đó này có cái gì đang pha đang cái gì nhá, ngồi đó ngã ra là phanh luôn. Đâu mà thằng này cơ, cái cục gì đâu, cái tài lái đấy, pin biết làm gì đâu. À, làm đèn đấy, trang điểm trang trí trang trí cho nó giống xe máy một tí. Được, mẹ qua đây nó trình độ thế này thì làm sao, sau nó lớn nó sẽ đi xe máy tốt. Được. Ô xe thằng vừa qua này không có phanh à? Đây là đường đua của các tay đua này là có độ dốc đến 10% đến 15%. Các tay đua này là hậu duệ của Paolo Rossi, chuyên đua xe hai bánh. À, có thể là Paolo Rossi mà đua được này đã đua được không ạ? Chịu. Thằng ấy chỉ đua ở bằng cái xe Moto City thôi. Đó, tắt điện chưa? Cả cái này tao tung lên mạng này. Bọn nó khóc thét. Ôi, đi xa thế. Được, ôi giờ trình độ đấy. Và nó thả lên tận lát mình như chứ chả chơi. Được, chạy tiếp đúng rồi, mấy thằng bảo mà thằng kia thằng con này lại xe lại không có phanh luôn. Thằng này xe không có phanh nhá. Đấy, thằng này xe không phanh. Tránh ra cho nó đi. Thằng này ôi trời. Mẹ, 3 ngày một cái quần. Phá 3 ngày tan một quần. Được, mẹ nó còn lái một tay cơ. Mẹ dập cà mày. Ừ, gã không ngã nhá. Hôm qua em chuẩn ra.
Được, tay này mẹ. Ôi, thằng này đi với kỹ thuật này. Đứng nhà xe đã có phanh đúng không? Xe thằng này đâu có phanh đâu. Thế này thì sau này như, nó trưởng thành như bố chúng nó đi xe máy mới tít. Đấy, mình đi từ trên bản kia sợ vãi đái. Mẹ, đấy, nó lao vào vừa từ trên nhà nó xuống. Đấy, thằng này thì rồi đấy. Đấy, được. Thế mà nó phi vào bãi đất rồi nó phanh lại. Đã, bây giờ xem cái đường đua này, họ này đi nó kinh. Đây là hình ảnh đội đua bản Nậm Kinh, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đội đua này xe mặc dù không có động cơ nhưng mà phi rất nhanh, dựa trên độ dốc của đường đua. Nhóm đua này là chủ yếu những tay đua có tuổi đời từ 5 cho đến 11 tuổi. À, chuẩn bị đi, hai thằng chạy một, hai thằng cầm một cặp đua xem là thằng nào đua nhanh. Được. Đừng có lao vào tao được.